Xin kính chào cô chú và anh chị. Hôm nay em nhận được cái bằng Philips hai cái, là cái Philips model của nó là RC 2046, cái model của nó là RC 2910. Thì hai cái bằng ủi này em nhận của khách ủng hộ mang tới. Thì hai cái đều lỗi không nóng. Thì bằng ủi là những cái vật dụng hay hư nhất trong nhà, thì ai cũng có, nhà ai cũng có hết. Thì lâu ngày xài nó bị không nóng là những lỗi hư của nó, và hoặc là khi xài nó bị chảy nước đó. Thì khi mình ủi nó chảy nước đó, thì nay mở kiểm tra coi nó bị cái gì ha. Thì khách đem một lượt hai cái xuống thì sẽ quay và chia sẻ cho cô chú anh chị cách sửa bằng ủi Philips này. Đây mình mở cái đế này ra. Đây có hai con ốc nè, cô chú mở ra ha. Thì khi mở ra nhớ chụp hình lại ha. Lấy máy chụp hình lại coi xác định vị trí của nó, coi cái này không nóng bị gì ha. Đó, thì em sẽ chụp hình lại cho cô chú xem. Quay chụp hình lại coi cái dây nhựa mình cắm coi nó đúng hay không. Đó. Mở ra kiểm tra ha. Ở đây có hai con ốc để nó bắt, nó giữ cái nguyên cái dàn cabin nhựa của cái bằng này. Thì cô chú ở xa đã ủng hộ mình và đem bằng tới sửa mình ở Thủ Đức ha. Thì cô chú nào còn chưa coi kênh, nhớ like kênh ủng hộ em và đăng ký kênh ở góc phải màn hình ha. Đây là kênh thứ hai của mình. Đây mình đẩy cái này lên rồi chú. Rồi ở đây nó có cái chốt, đây mình sẽ sẵn qua đây mình hướng dẫn cách mở cái bằng ủi này luôn và kiểm tra có không nóng có bị gì ha. Mở cái chốt ở đây nhiều khi cái bằng ủi này nó phức tạp lắm, nó ngàm nó ốc lắm, mình biết mở mở mình đẩy lên cái bề bể nhựa ha. Đó, đó đẩy lên. Đây nó có một con ốc nhỏ là cái chủ ha. Đây con ốc nhỏ này. Khi mở xong con ốc nhỏ này bẫy hai cái này lên coi dưới nó có ốc hay không. Dạ nghe. Dạ đúng rồi chị tới chưa? Cái code là cái bóng đèn halogen đó chị, khách nó đang đợi ở Bình Thạnh Bình Quế nè chị. Dạ, chị gọi bên kia nó đang chờ đó chị nha. Dạ, chị cứ an tâm đi, nó không nhận em dặn nhưng cho không gì đâu mà khách nó đang chờ sáng giờ. Dạ nha. Dạ. Đây có khách hàng đặt hàng mua bóng đèn halogen, các cô chú thông cảm ha. Thì đang quay có khách hàng đặt hàng liên tục thì cô chú cũng nhờ cô chú ủng hộ. Rồi giờ bảy cái này lên hết cô chú ha, bảy cái này lên. Trước tiên là nó có những cái chốt mình bảy lên trước đó. Bảy lên hết. Đây là cái lỗ đổ nước nè, đây là hai cái phụt bơm, một cái phụt đó là một cái phụt nhắn bên bên phải đối diện với hỏi là mình khi mà phun nước ra ha, trên giải cho giải nó ướt, một cái là nhắn này nước nó sẽ xả xuống đây, nó tạo hơi nước rồi ủ cho nó nhẹ. Đó. Thì mình sẽ bung ra coi nó bị cái gì ha. Thì trước tiên là phải mở một con ốc đây nữa, ở đây nó có một cái con ốc nữa.
để sẵn qua video clip này cô chú nhìn cách mình thao tác mở quan ủi này, mai mốt mình vệ sinh luôn. Khi xài bằng ủi lâu ngày với cái mâm á, nó sẽ nghẹt bơm và nó dơ những cái con cái mặt vít cái gờ len nhiệt, cho nên nó không nóng. Đó là những lỗi đặc trưng. Đây nó còn dơ nè, cô chú thấy ha, xài lâu ngày dơ làm đây để vệ sinh luôn đó, làm tới đâu vệ sinh tới đó ha. Bị bể luôn nè, cách xài nó bị bể nhựa chỗ này luôn đó, bể nhựa cái cabin luôn. Giờ mình sẽ rút cái này ra. Đó, rút cái này ra coi nó bị vướng chỗ nào ha. Một cái dây, lấy cái dưới cây kề mỏ nhọn đó, bóp cái chấu nó, chú rút nó ra ha, bóp cái chấu rút nó ra. Hai, tại do mình chụp hình lại rồi ra mình rút nó ra nó rất dễ dàng ha. Đó. Rồi cô cháu chú thấy cái này nó bị gãy cái đầu mâm nhiệt luôn rồi, nó không nóng mà do gãy cái đầu mâm nhiệt ha. Thứ hai nữa là ở trong này nó bị dơ nè, nếu mà cô chú xài thời gian qua cái video này, cô chú xài thời gian á thì có thể vệ sinh cái mâm nhiệt này lại luôn, để thôi nước đó, nó xuống đây nó làm hư cái mặt vít đây. Nó qua video này chia sẻ nó bị đứt cái mâm nhiệt luôn đó. Này cái hai con ốc này là nó giữ như cái chốt ở đây, nó bị bể luôn, bị nhiệt biến dạng luôn. Thì cái này mình tư vấn khách là nên sơ mua cái bàn ủi mới, do cái đầu mâm nhiệt này nó bị gãy rồi không thể thay được, thay nó bằng gần bằng cái giá trị một cái bàn ủi luôn đó. Cô chủ thấy nè, nó bị gãy luôn đó, phải thay cái mâm này luôn đó. Cho nên mình sẽ gáp lại mình trả khách ha. Thì cô chú nào đang coi kênh nhớ cho em một like và nhớ đăng ký. Thì cái này là giờ sẵn qua đây mình hướng dẫn cô chú xài để vệ sinh, là mình vệ sinh cái cọ quét này nè, quét bụi vệ sinh nó luôn ha. Để qua video clip này mình muốn cho cô chú vệ sinh cái bàn ủi này luôn đó. Lấy cái bọc này xài lâu ngày đó, cô chú mở theo cái cách mở của mình á, cô vệ sinh lại luôn đó nè. Cô chú thấy bụi không đó, đó bụi bàn ủi nó bị dơ ha, bám bụi á, mình chụp hình lại luôn luôn. Vệ sinh lại. Thì cái bàn ủi này lỗi không nóng là do cấp điện nguồn 220V vô đây, do là bị đứt mâm, đứt đầu mâm là cô chú thấy hồi nãy mình đã chia sẻ đó. Đó, đứt cái đầu mâm nhiệt cho nên là nó không có cấp nguồn được, nó không nóng ha. Thì qua đây mình cái bàn ủi này mình sẽ về trả cho khách luôn, nhưng mà sẵn video này mình chỉ cách vệ sinh cái bàn ủi này luôn. Đây là cái phẹt móc ta của nó, những linh kiện chính của cái bàn ủi này. Đây là những cái khi mà cái điểm biến trở này chỉnh thì sẽ tăng giảm điện thế do cấp nguồn cho hai cái đầu này đó, nó chia điện thế qua đó. Thì cái bóng đèn này nó cháy là do khi mình dặn lên cái gờ le đóng thì bóng đèn nó cháy, khi mình giảm xuống gờ le này hở thì bóng đèn nó ngắt ha cô chú ha. Thì phẹt móc ta này thì đủ nhiệt độ thì nó sẽ ngắt đó, khi mà cái nhiệt độ nó đủ độ nóng thì nó sẽ ngắt, và khi mà còn nguội thì nó sẽ chạy tiếp đó, đủ độ nóng nó thì nó sẽ ngắt đó. Đó, mình vệ sinh lại cho cô chú thấy sạch sẽ không? Ở đây những cái lỗ thoát hơi của nó, nếu mình không vệ sinh nó bám bụi vào đây thì hơi xả nước nó xuống không xuống đây mà nó làm nghẹt cái mâm dưới đây đó. Qua video này em muốn chia sẻ cho cô chú ha, đó, đó chia sẻ cho cô chú. Và nếu mà muốn vệ sinh bằng ủi thì mình sẽ có một cái mẹo ha, mình sẽ sẵn video này mình hướng dẫn luôn đó. Có cái chai, mua cái chai X1000 nè, X1000 ha, để vệ sinh cái bàn ủi này luôn đó. Mình vệ sinh cho cô chú coi ha. Mình mua mới lấy cái mấy cái bùi nhùi của rửa chén nè, cái sơ ấy đó thì là lau chùi nó đây, có cái này cho nó sạch đó. Rồi bây giờ chà ha, rồi chà cho sạch.
Đó. Cô chú thấy không? Chà, nó đỡ, nó vệ sinh cái bàn ủi luôn. Đó. Ok. Đúng rồi, giao chỉ đi. Đúng rồi, nó chỉ một lần, nó có bóng đèn nó nên chỉ để kỹ nha. Con khách tới tới lấy hàng giao bóng đèn halogen á, cũng không cảm ha. Giờ mình sẽ chà nó đi. Coi nó có sạch không ạ. Thì cái bàn ủi này khi mình đổ, mình đổ nó quá nhiệt độ á thì nó dễ bị cháy mâm ha. Tùy theo cái nhiệt độ của cái giải tương thích của mình chọn cô tông hay là siêu siêu hồ ha, để mình chọn đó mình ủi cho nó tốt đó. Thì em sẽ làm cái video này nữa, em sẽ lau chùi lại coi nó làm sao có đỡ hơn không ha. Nếu đỡ hơn thì mình tiếp tục ha. Thì nói chung nó cũng tương đối thôi cô chú ha. Đó, mua cái chai viêm này cũng tương đối thôi đó. Chai viêm đây em sẽ chạp tiếp. Chà, cái tay phải mạnh hơn ha, giờ nó dơ rồi bỏ cái này qua đi. Đó, khi nãy giờ vệ sinh của chú thấy không, quá dơ rồi bỏ vô sọt rác luôn. Đây em chà tiếp ha, chú thấy nó cũng cũng khá là sạch ha. Đó, mua cái chai này, cái chai viêm X2000 em mua trên Lazada, cô chú thấy ha. Đó, 500 ml luôn. Đó, hướng dẫn sử dụng mình cách lau chùi luôn, nó tặng cho mình cái miếng này để mình chà luôn ha. Nói chung cũng tương đối với cô chú ha, cũng 70-80%. Thì những cái vật dụng mà bằng ủi là những cái vật dụng hay hư, giống giống như lò nướng thì cô chú cũng xài này luôn, nó bám dầu mỡ hoặc là cái mặt kiến cũng luôn. Thì qua video này mình hướng dẫn cho cô chú ha. Đó. Thì để ngâm cái này cho nó chút xíu nữa em chà tiếp nữa. À, xin lỗi nghe điện thoại nha. Alo. Dạ, sao anh? Cái bộ công suất á anh. Em còn bộ lớn không à. Anh về anh cắt nhựa giúp em, có cái đường link em hướng dẫn anh ha. Bộ đó để anh 550 thôi, 580 dịch để anh 550 thôi, giống như thợ ngoài thôi. Cái bo nó lớn hơn chút mà hai con RVT xài nó bền hơn. Được anh, được được nha. Dạ dạ đúng rồi anh. Dạ dạ em để 550 ha. Được, anh add Zalo đi rồi có gì em sẽ gửi cho anh ha, bao ship về anh. Rồi, nhận khách đi nha. Ok anh. Dạ rồi, dạ. Nhớ khách hàng đặt hàng mua bo Việt Tơ ha, tôi cũng thông cảm ha. Đó thì bây giờ em sẽ lấy nồi dẻ này, em sẽ thấm ướt lau lại coi nó sạch không, rồi mới xịt rồi đó. Chỉ cách vệ sinh bữa nay cho ngày chủ nhật rảnh rỗi nên chỉ cách vệ sinh luôn ha. Chà, như cái bàn ủi này thì nó đứt mâm rồi, có thể là mình trả khách rồi, qua video này chỉ cách vệ sinh luôn, mở bàn ủi như thế nào để vệ sinh luôn đó. Cô chú thấy cũng đỡ rồi không, giờ nó hơi mạnh tay chút xíu, hơi dính, có cái nó hơi dính mạnh rồi đó. Thì cô chú anh chị nào còn ấy nhớ mua ha. Đó, nếu mà cái này á, khi mình ủi cái nóng nóng á, mình xịt cái này vô mình cho nó hơi hơi ấy xong á thì để nguội á, vệ sinh nó nha. Đó,
dịch nó cũng tương đối cô chú ha, thì mình nói là không bảo đảm 100% nhưng mà nó cũng tương đối ra những cái chất dơ của nó, cái này bị mảng bám khá là lâu rồi ha cô chú ha, thì có thể mình lấy cái này mình chà nó đó. Rồi đó. Để mình kiếm những cái giấy nhám nào nhuyễn nhuyễn á, có thể mình ăn gian mình phục vụ nó ha, đừng có cho nó chóc mâm á, những chỗ đen đen này nè, lấy giấy nhám nhuyễn nhuyễn ăn gian nó sờ nó một cái thử coi nó thế nào ha, nhám nhuyễn nha cô chú ha, để coi nó xước cái mâm nha đó. Đó, chà sơ nó chỗ rồi. Nói chung cũng 70-80% cô chú ha, thì những ngày nó tẩy những cái chất dầu lâu ngày đó, đó. Em cho trà đó. Chú thấy cũng mặt mày nó cũng sáng láng ha, những cái này thì thâm sâu quá rồi ha, thì chỉ có lấy giấy nhám mình tút sơ sơ cho nhẹ nhẹ thôi ha, những chỗ ấy thôi, còn những cái chỗ dơ thôi, những chỗ kia thì mình không nên làm ha đó. Đó, cô chú thấy trà nó giờ nó ra nè, cộng với cái nước tẩy đó ha, cộng với cái nước tẩy nó với cái nhám, với nhám nhuyễn thật nhuyễn của Nhật đó cô chú mua ha, ra ngoài tiệm mà bán đinh ốc rồi đó, thì sẵn luôn clip này cũng chỉ vệ sinh mà ngủ luôn đó, lâu lắm rồi mới lên đây chia sẻ cho cô chú đó, giờ nó hết rồi đó cô chú thấy không, cái bạn đây nó hết còn cái bạn này nè. Thì ngày nào có gì hay thì em lên đây chia sẻ cho cô chú ha, anh chị coi để biết cách vệ sinh bằng ủi là nó hay dơ nhất ha. À, những cái lỗ trong đây mình chà được nè đó, có thể mình chà mạnh tay chút tại vì nó nằm âm tuốt ở trong á đó. Đó thì nếu mình không vệ sinh thì bụi nó vô đây nó ngạt nó không ra hơi đó. À, những cái lỗi bằng ủi nó hay hư á, cô chú thấy không, nó giảm thêm 10% nữa, nó còn khoảng chừng 85-90% ha, thì cái này nó hơi cực, làm từ từ đó cô chú thấy ha, nãy giờ nó bóng nó cũng láng rồi nữa đó. Thì cô chú cứ tiếp tục làm thôi, vệ sinh thôi, nó từ từ nó sẽ sạch thôi. Rồi cô chú thấy cũng 80-90% rồi ha, thì cô chú rồi thì em sẽ gáp lại trả cái bằng ủi này đó, cách vệ sinh đã chỉ rồi ha đó. Cô chú nào mà đang câu kênh nè, nó bị gãy cái mâm mình nè cô chú ha, không nóng cho nên tư vấn cách trả luôn đó. Thì cô chú quét bụi cái này luôn nè, sẵn quét cái này luôn đó, quét ở trong luôn, quét trong quét ngoài luôn ha đó. Quét quét hết trong này luôn là cách vệ sinh bằng ủi luôn. Rồi em sẽ ráp cái bằng ủi này trả lại cho khách hàng ha, do nó bị nặng rồi. Đó, để em chỉ cách ráp rồi, đây có mấy con ốc nó chặn nè, cho nó bể nhựa đó, không có dính được. Đó. Bể nhựa nó không có.
cái này nó để giữ nước khi nước nó xả xuống đây ha. Đó. Mở ra. Rồi, cảm ơn cô chú đã quan tâm theo dõi ha. Chào cô chú nha. Rồi video này làm cách thức mà nếu cô chú nào chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh ủng hộ em ha. Giờ em gắp và ủi này vô trả cách. Thì qua video này mình chỉ cô chú cách mở tháo gắp và vệ sinh. Đó. Thì nội dung chính là mua cái chai này ha, với cái sủi bào, với cái giấy nhám nhuyễn để vệ sinh như video mình đã chia sẻ ha. Kết lại video này ha. Thì thôi em xin tạm dừng cái video ở đây để em gắp con ủi này trả cho khách ha. Thì em sẽ mở video này quay tiếp theo cái lỗi không thống của nó coi nó bị gì. Thì lỗi này thì đứt mâm ha. Rồi cảm ơn cô chú.